Luật tâm thức, niềm tin cốt lõi. Tâm thức biểu hiện chính ở những niềm tin cốt lõi bên trong. Nếu bạn đang có những niềm tin như sự thiếu thốn tình thương, nỗi lo sợ, lòng tham, thiếu kiên nhẫn, thì vũ trụ sẽ đem đến những sự kiện tương đồng với những điều đó. Trên thực tế, đa phần chúng ta chỉ chuyển hóa được những suy nghĩ bề mặt mà ít khi có thể đào sâu, chạm được vào các niềm tin cốt lõi. Nhiều người vẫn cho rằng việc nhẫn nhịn, cam chịu, bạo hành từ người khác là cách để trở nên tu tập tốt hơn. Nhưng đây chỉ là biểu hiện của suy nghĩ bề mặt chứ không phải sự chuyển hóa niềm tin cốt lõi. Hãy nhìn xuyên qua lớp màn che của tâm trí. Có phải những niềm tin sâu thẳm bên trong của bạn là: tôi cảm thấy thiếu thốn tình thương, tôi không yêu thương bản thân mình, tôi không xứng đáng nhận được sự vui vẻ, đủ đầy, hạnh phúc. Với những niềm tin này của tâm thức, luật vũ trụ sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm bạo hành để giúp chính bạn tạo trải nghiệm từ niềm tin cốt lõi đó. Có một sự thật là bạn luôn than vãn cuộc sống khổ sở, nhưng khi ai đó cho bạn cơ hội để vui vẻ, bạn lại từ chối điều đó. Nếu như bạn có thể thấu hiểu những giá trị ở bên trong, bạn sẽ thay đổi bằng hệ giá trị mới. Tôi tôn trọng, yêu quý bản thân mình. Tôi không cần một người khác yêu thương tôi vì tôi đã ngập tràn trong tình thương của chính mình. Tôi xứng đáng sống cuộc đời vui vẻ, đủ đầy, hạnh phúc. Khi tâm thức thay đổi, tất cả những hệ thống niềm tin, suy nghĩ, hành động, quyết định, thói quen cũng sẽ thay đổi theo. Kết quả là bạn sẽ không để cho người khác bạo hành, hãm hại bản thân bạn nữa. Luật hấp dẫn sẽ thu hút những người mới là những người thật sự yêu thương bạn, tương đồng với tâm thức của bạn ở bên trong. Vũ trụ có vô số cách khác nhau để giải quyết vấn đề. Bạn hoàn toàn có thể không cần làm hại những người xấu mà vẫn có thể bảo vệ được bản thân mình. Hữu duyên chúng ta gặp nhau, theo dõi kênh và like video của mình nhé.